Rồi, ok mọi người, thì nay mình chia sẻ một cái thiết bị rất là nhỏ gọn ha, cho phục vụ cho công việc về nội trợ trong gia đình nhà mình ha. Thì đó là một cái máy giặt mini để phục vụ cho giặt khăn, áo quần nhỏ nhỏ, rất là tiện ha. Thì có gì mình sẽ review chi tiết cho các bạn. Đây, thì các bạn thấy không? Đây cái bộ máy giặt nè, mình vừa đặt trên Shopee ha. Đó, bộ máy giặt Sumi hả, gia dụng thông minh. Đây, mình đang đặt ha. Cái giá của mình đang mua là 531 ngàn ha. Rồi, mình sẽ khui hộp để xem cái bộ thiết bị máy giặt mini này ha, máy giặt mini tự động ha, các bạn thấy không? Nè. Bộ máy giặt mini tự động gấp gọn khử khuẩn ha. Đó, rất là nhỏ, thì mình đang mua để mình phục vụ cho cái công việc, có thể sau này mình đi cắm trại mình mang theo cũng được, mình giặt những cái vấn đề, những cái áo quần hay là những cái khăn ha, nhỏ. Rồi, ok, mình sẽ khui ha. Đây, thì cái mình mua ra thì trong cái hộp cà tông thì nó chỉ có là những cái bộ phận sau ha, mình thấy không? Đây là một cái giấy đi kèm nè. Cái hướng chắc là tiếng Trung Quốc không ha. Đây là hướng dẫn sử dụng. Rồi, mình cứ để đây. Đây là một cái ống, chắc ống thoát quá, ống thoát nước thải. Rồi, đây là một cái sao nó bị méo ta, nó không? Do cái phần vận chuyển đang phần đóng gói nó nằm ở trong cái hộp nhỏ thì nó bị méo nè, để coi tí nữa có gắn được không, sao nó méo không có tròn, cũng chưa biết. Cái này chắc là cái để bỏ đồ trong đây, nó quay đây, cái chảo quay của cái máy giặt nè. Một cái hộp phụ kiện thì sẽ có là cái hộp này là dây nguồn ha, cắm có thể là nó xài trực tiếp luôn ha. Thì nguồn đầu vào là 220. Cái này là gọi là cái adapter. Cái đầu vào các bạn thấy không? Nó là điện 220 của mình ha. AC từ 100 tới 240, có nghĩa xài cả điện 110 được. Đó, thì mình đang xài chuẩn là điện mình 220 này, đầu vào ha. Đầu ra đó là 12V 3A. Đầu ra là 12V 3A, điện một chiều ha. Đó là adapter này. Rồi, một cái dây sạc ha. Rồi, cái máy của mình này. Cái máy của mình thì sẽ có cái này. Thực ra mình cũng chưa có trải nghiệm qua, mình khui ra mình chia sẻ cho các bạn luôn nè. Đây chắc là cái nắp quá. Cái nắp thùng rác này. Cái này là cái nút thoát. Cái nút thoát của cái dây hồi nãy đó. Đúng rồi, cái dây. Rồi nó dẹp như vậy hả ta? À, Nó nó kéo giống vậy. như thùng rác nè, các bạn thấy không? Mình đẩy xuống ha, nó giống. Nó cho mình co giãn được, các bạn thấy không? Đây là cái này phần phần cao su mềm nè. Khi mình xài xong thì mình có thể là mình xếp lại ha. Còn ở phần nó sẽ có 3 phần. Phần ở dưới nè, đấy nè.
là có nghĩa chắc là cái motor và cái bộ phận điều khiển của nó. Phần giữa thì là một phần nhựa mềm để cho mình co co giãn được ha, xếp lại đi đi bỏ trong xe đi đâu mình cơ động được ha. Phần trên là cái phần miệng của cái máy nè. Rồi thì ở dưới nó có bốn cái đế cao su để hít để cố định cái máy giặt mini của mình ha. Rồi còn đây là một cái thoát thoát nước thải nè. Thì bình thường mình không xài thì mình đóng nắp lại ha, còn nếu mình xài thì mình cắm này để mình cho nước ra ngoài ha. Rồi à, cái này các bạn đưa vào đây, nó có cái những cái rãnh nè, cái rãnh ba chấu ha, đưa vào cái máy xoay dưới này đó. Cái này là cái motor dưới này. Rồi rồi mình xài luôn ha các bạn ha, nó chỉ vậy thôi. Rồi bây giờ mình sẽ chia sẻ ha. Rồi. Rồi, mình sẽ cắm nguồn các bạn ha. Đây các bạn thấy không, đây có nó có một cái đầu cắm nguồn cho mình ha, cái jack ha. Rồi cắm vào đây ha. Rồi, y như cái máy giặt lớn của mình thôi ha, nhưng mà nó lại mini. Rồi các bạn thấy nè, nó bước 1 nó giới thiệu nè, xong rồi các bạn thấy không, nó cũng hướng dẫn như hồi nãy mình thấy nè, là mình sẽ mở cái phần xếp ba ba đoạn hồi nãy mình ra nè. Rồi cái bước 3 của nó là mình đẩy xuống nè, bước 4 là mình tháo ra nè, mình gắn cái dây nước thải vào nè, các bạn thấy không. Rồi cái bước 5 là mình sẽ gắn cái dây thải vào. Bước 6 gắn cái phần bỏ đồ. Cái này nhỏ, chắc mình chủ yếu là giặt khăn đó các bạn ạ. À, cái này nó dung tích là như đâu 5 lít hả ta. Công suất là 36W các bạn ha. Thì các bạn để vừa đồ trong cái rổ này thôi ha. Rồi còn vừa công suất là 36W. Toàn chữ tàu hết các bạn. Rồi 8 9. Rồi nó cũng chỉ các bước nè. Nó có một cái menu điều khiển đằng trước các bạn thấy không? Rồi. Rồi quay sát đây nè. Nó sẽ có menu điều khiển các bạn thấy không? Nè giống như mình nè. Cái này mình chọn chế độ giặt 1 phút nè, 10 phút nè, 5 phút nè. Cái này là nút chuyển start, stop ha. Nhấn thì giữ trong vòng 2 giây để chuyển qua chuyển chế độ bắt đầu và ngừng ha. Đó, còn mình sẽ chọn chế độ 1 phút, 5 phút, 10 phút. Rồi ha. Không biết để nước vô sao ta. Rồi bây giờ ok thì mình sẽ lấy thử áo quần ha, xong mình để xà bông và nước vào để coi cắm chạy ha. Rồi bây giờ mình sẽ lấy cái một số áo quần nhỏ nhỏ ha, em bé, và chứa là giặt khăn tã hoặc là những cái bộ áo của bé thôi ha. Các bạn hãy để ý nhé, tại cái này nó nhỏ mà mini mà. Đó. Cái này tôi mình nghĩ chắc là giặt mấy cái khăn thôi. Thôi bây giờ mình để một bộ thử cái ha, nó vừa như nè. Rồi rồi giờ cho xà bông vô đi, cho xà bông với nước ha các bạn ha. Đó, xong rồi mình đậy nắp đó. Để. Rồi cho ít xà bông vô bạn ha. Không biết cho vô đây luôn hả ta. Thôi bây giờ mình cắm điện quay thử coi sao đó nha. À, sau khi các bạn thấy mình cắm điện nè, mình sẽ cắm điện thì nó sẽ lên một cái đèn đây. Mình sẽ băng, mình sẽ quay khô thử các bạn ha.
đó mình bấm stop, chọn hiện tại nó đang là 5 phút đó, thì nó sẽ quay, các bạn thấy không? Rồi à, các bạn giữ lâu 2 giây ha, nó sẽ chuyển chế độ tắt. Rồi bây giờ mình bỏ áo quần vô ha, bỏ nước vô xem. Bây giờ mình sẽ bỏ nước vào thì xem nó chảy ra không nha. Hình như mình phải đóng cái nút nó ra chứ không nó chạy, em thử coi. Để thử nó chạy không. Mình chạy phải hết. Chỉnh cái này trong đây thôi. Không, được coi nó chạy hết không? À, nó xả ra các bạn à. Theo mình nghĩ là khi mình giặt là mình phải đóng cái nước xả này các bạn ơi. Chứ nó đâu có tự động xả được. Các bạn phải, nó các bạn thấy không? Thì mình phải đóng cái nút này lại. Lúc mình giặt á. Thì mình nên đóng nút này lại. Khi nào mình cần xả thì mình tháo ra thôi. Còn cái dây này chủ yếu mình hướng cái nước xả mình thôi. Đó, dừng đó. Rồi bây giờ mình sẽ nước lại các bạn ha. Rồi mình cho nước ngập cái áo quần ha. Rồi mình để xà bông vô đi ha. Bây giờ mình mở nắp ra luôn ha, mình mở nắp ra cho các bạn thấy luôn. Hình như nó bị bung cái kia ra rồi. Cái này nó nhẹ, để mình vớt nước ra đi, nhớ đầy quá cái làm cho nó. Đó, nó quay chiều xong rồi nó đảo chiều lại các bạn ha. Mình đang chọn thử chế độ 5 phút ha. Cái này theo mình nghĩ là nó chỉ giặt được những cái khăn, những cái vải mỏng ha. Đó. Mình phải đậy nắp lại các bạn, chứ không nó tràn cái nước ra ngoài. Đó là hồi nãy mình test, mình quay thử cho các bạn xem thì nó mình mở cái nắp ra thôi. Chứ đúng ra nếu các bạn là lúc giặt các bạn nên đậy nắp lại ha.
Đấy, dưới này các bạn thấy mình đang chọn cái chế độ là 5 phút các bạn ha. Rồi mình chọn 1 phút đi cho nó nhanh. Cái nút này các bạn cứ nhấn giữ lâu thì nó sẽ chuyển sang chế độ on off 2 giây, nhưng mà nếu mình nhấn liền á, thì nó sẽ chuyển qua nhấn liền á, thì nó sẽ chuyển ra 3 chế độ giặt ha, 1, 10 và 5. Rồi các bạn đợi sau 11 phút thử coi như thế nào các bạn ha. Nhưng mà có cái là ví dụ như xà bông thì sao? Xà bông thì mình sẽ xả ra xong mình châm nước vào hả? À xong 1 phút rồi các bạn ơi. Rồi xong 1 phút đưa lên xà bông. Rồi mình tháo thì cái chân này nó xả nước ra gì. Không biết trả lời sao giờ. Nó phải xả rồi đưa nước vô. Ừ thôi giờ, khui lúc khui đã, rồi bây giờ để có gì mình rồi các bạn ơi, thì cái khung trong cái không gian bên trong của cái máy giặt mini này thì mình đổ nước vào. Thì hồi nãy mình có đổ một lần xà bông rồi, mình mới đi xúc lại bằng tay nha, tất cả đều bằng tay nha các bạn nha. Bấm số phút xong quay hết rồi thì bắt đầu mình lấy cái nước xà bông đó, mình phải cầm cái xô rác này, giống cái xô rác này nè, mình sẽ đi đổ đi, rồi mình mới châm một cái nước sạch mới nữa, rồi mình bỏ vào cái áo hồi nãy nè đó. Còn theo mình nghĩ cái này là dùng để vắt khô đó, cái lồng này giờ để dùng để cái bước tiếp theo là vắt khô cái áo đó. Thì bây giờ mình sẽ bấm giặt lại một lần nữa nha. Rồi mình chọn 1 phút cho nhanh rồi, thấy không đó, nó sẽ đánh cái áo của mình. Đây là mình bỏ thử một cái áo nha các bạn, có thể bỏ thêm 2-3 cái áo cũng được. Cái này cái dung tích của nó đang là 5 lít, nhưng mà theo mình nghĩ chắc là bỏ khoảng 2-3 bộ áo quần thôi, hai bộ áo quần của em bé thôi đó. Nó chỉ đánh cho thì thích hợp cho những cái áo quần mà mình ra mồ hôi thôi, mình đánh thôi, chứ thực ra những áo quần mà đi ra nó mà nó sạch thì nó không sạch đâu, do nó là chỉ là cái máy mini rồi, thì mình chỉ là đánh cho ra mồ hôi thôi đó. Tất cả đều thủ công hết các bạn ha, các bạn chọn số phút xong rồi hết số phút đó dừng thì mình bắt buộc phải thay cái nước, một là thay nước xà bông, nước đã xài rồi mình đổ đi và đổ nước mới vào, rồi mình giặt thêm lần hai đó. Rồi tí nữa đây là lần hai của mình nè, cái lần mình đổ xà bông rồi á, lần thứ hai là hút nước mới nè. Mình sẽ chọn 1 phút, xong 1 phút mình sẽ bắt buộc phải lấy đó, xong 1 phút các bạn thấy không, thì mình sẽ lấy áo quần ra đó các bạn thấy không, thì rồi mình lại bắt buộc mình vắt, các bạn thấy không, nó cũng vắt rồi. Thì muốn lấy nước một thái này không, một thì bằng xả nước ra đó các bạn thấy không đó, thì các bạn gắn cái dây này vào đó, thì để cho nước nó chảy ra, nước nó chảy ra ngoài kia. À, cái này đều là thủ công hết nha các bạn, giặt xong thì bạn muốn xả thì bạn gắn dây vào thì nó sẽ xả ra đó. Chứ không có tự động như cái máy đâu, thì nói chung là cái máy mini mà các bạn phải hiểu như vậy, nó chỉ có chức năng tới đó thôi. Rồi sau khi mà đây là nước 2 của xà bông rồi nha, nước 2, nước đầu xà bông, nước 2 là mình giặt thêm á cho nó sạch. Nhưng bản chất là xà bông các bạn nên đổ ít thôi, nãy mình đổ nhiều quá cái nó còn xà bông rất là nhiều. Rồi thì đó là xong cái phần giặt ha, thì bây giờ mình sẽ qua cái phần vắt thử coi như thế nào ha. Các bạn thấy nè, đây là mình dùng cái một cái này vắt nè. Rồi mình sẽ bỏ áo quần vào trong cái này
rồi mình gài vào trong cái đó các bạn nghe, cái tắt thì mình để giữ ha. Rồi mình sẽ bấm cho nó xả các bạn ha. Rồi mình cũng chọn 1 phút ha. Rồi nó sẽ quay vắt, thì các bạn thấy không, nó có vẻ là không hiệu quả lắm. Đấy, nó làm cho một cái cục áo quần như vậy thì nó không có vắt được đâu. Thế mình nghĩ nó không đảm bảo được cái việc vắt đó. Không vắt được khô áo đâu, thì theo mình nghĩ là, theo mình đánh giá là chỉ là do cái máy giặt mini, nó chỉ tầm giá là mình mua là 500 đó. Thì hiện tại trên thị trường mấy những mình đây là mua cái loại là có thể là loại rẻ tiền nhất, nhưng mình nghĩ là cái tầm giá của máy giặt mini từ 500 tới 1 triệu thì nó chỉ có gồm những chức năng thủ công như vậy thôi, chọn số phút và nó qua hết cái động cơ quay đó. Rồi xong qua vắt thì mình đưa cái chảo này vô, cái lồng này vô mình để mình vắt thôi, nhưng theo mình nghĩ là nó sẽ không khô. Thì theo mình đánh giá qua cái việc trải nghiệm cái bộ này thì mình thấy không hợp lý lắm cho anh em mình trang bị đâu. Thì đây là theo quan điểm cá nhân của mình nha, các bạn cứ coi như là mình là trải nghiệm về mình chia sẻ thôi. Thì đây là sau khi 1 phút nè, các bạn thấy nó vẫn như cũ của mình nè. Đó, thì cũng thua cái phần giặt tay của mình đó. Thì 1-2 áo quần thì mình có thể dùng tay cũng được, đâu có nhất thiết phải trang bị cái một cái bộ này mà mất 500 tới 1 triệu, nó cũng không có tác dụng gì. Đó theo mình đánh giá nha các bạn, thấy không? Đó, nó chỉ như vậy. Quay trộn đều cái áo với xà bông xong mình phải tự đi đổ, thấy còn cực hơn nữa. Thì các bạn cứ cân nhắc thôi, đây là cái quan điểm riêng của mình ha. Thì để cho các bạn thấy được cái máy này như thế nào. Đó, thì vắt thì cũng không vắt được ha. Đó. Thì đó, thì qua đây mình chia sẻ như vậy ha. Các bạn cứ xem chi tiết, nếu mà cần thì các bạn cứ để bình luận bên dưới thì mình sẽ trả lời cho các bạn ha. Đây là mình mua cái bộ này là 530.000 ha. Đó, trên Shopee. Đó, về mình trải nghiệm như vậy thấy nó không có hiệu quả, không có đáp ứng được cái nhu cầu của mình trong thực tế đâu, nó chỉ là ở lý thuyết thôi, nhưng mà thực tế nó không phù hợp đâu. Thì mình nếu mà 1-2 bộ áo quần thì mình ra mình giặt tay nó còn nhanh hơn so với mình phải đi xong rồi vệ sinh cái máy này nữa, chưa tính cái phần điện đóm này nó cũng không an toàn cho anh em mình khi nước nó sát này. Đó, rồi thì mình chia sẻ vậy ha. Rồi chào các bạn.